Chào các bạn, mình là Hiếu đến từ website cung cấp hạt giống.com. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách ươm hạt giống của cây nho thân gỗ. Về khâu hạt giống thì các bạn lựa chọn hạt giống chất lượng, có tỷ lệ nảy mầm cao. Bạn, các bạn có thể mua hạt giống nho thân gỗ tại shop Hoa đẹp dễ trồng. Sau khi mua hạt giống về thì các bạn ngâm hạt trong nước ấm, có hơi ấm của mình là khoảng từ 4 cho tới 5 tiếng. Sau đó vớt ra để ráo và chuẩn bị gieo. Về khâu đất trồng thì các bạn chọn đất trồng nho thân gỗ là phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để cho cây phát triển. Không pha lẫn các tạp chất như là đá, sỏi. Về khâu ươm hạt thì các bạn bỏ đất ươm vào chậu xới đều cho tơi xốp. Sau đó gieo hạt trực tiếp lên đất. Một ngày thì các bạn tưới nhẹ hoặc là phun sương lên lớp đất để tạo độ ẩm cho đất. Các bạn để chậu trong bóng mát hoặc là dùng vật để che chậu tránh để hạt tiếp xúc với ánh nắng thời gian là khoảng một tuần sau thì hạt sẽ nảy mầm và sau khoảng thời gian 2 tháng thì các bạn có thể mang cây ra trồng cảm ơn các bạn đã xem hướng dẫn cách ươm hạt cây nho thân gỗ từ website cung cấp hạt giống com